Rất vui mừng đã gặp lại các bạn tại Nguyên Hồng Audio. Hôm nay trong video clip này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cặp loa JBL có thiết kế bút xèo mà nhìn bên ngoài khá là đẹp. Trước hết mình đã tháo lưới ra để các bạn có thể quan sát cặp loa cho nó dễ hơn. Đây là cái lưới của loa, lưới bằng nhựa. Đây lưới nó có một cái tem như là JBL, cái tem màu bạc nhìn nó rất là đẹp. Hai cái lưới đều rất là ok, không có một bị lủng hay là bị gì cả. Lưới nhựa nên có thể rửa khi bị dơ. Rồi, đây là đôi loa JBL có model là N26 hai la mã. Một cặp loa nằm trong series dòng N. Những dòng lớn hơn của nó như ND310 và ND312. Thì đây là dòng bút xèo. Với kích thước loa bass là 18cm và một cái loa trép đôm, trép titanium. Đây là cái dòng trép cũng khá là đặc trưng của JBL. Những dòng này nó cải tiến thì những dòng đi trước nhìn nó có vẻ đẹp hơn và âm thanh của nó cũng thiên về tiếng nó sáng hơn. Loa có một cái lỗ thông hơi nằm phía trước và phía sau thì nó chỉ có chỗ gắn dây loa thôi, gắn dây loa và một số thông tin về model này thôi. Ở đây là đây N26 hai la mã. Rồi cái thông tin về công ty được sản xuất tại California, Mỹ. Rồi dưới này là chỗ gắn dây loa, mình đang gắn sẵn đây rồi. Thùng vách còn rất là đẹp. Thì đây là một cặp loa có mức giá khá là dễ chịu, chỉ 4,5 triệu. Nhưng mà chất âm của nó thì so với mức giá thì rất là tuyệt vời. Đối với những bạn nào mới chơi hoặc là những bạn chơi lâu thì nó vẫn hoàn toàn thuyết phục được này, những đôi tai khó tính. Khi chúng ta nghe nhạc vàng và có loại nhạc thiên về những cái tiếng nhạc cụ, những thiên về những tiếng bass thì nó vẫn thể hiện rất là tốt. Tiếng bass nó rất là ấm và chắc, khỏe. Thì hôm nay mình sẽ test cho các bạn nghe thử một bản nhạc vàng để thưởng thức nhé. Và bạn nào xem video clip này nhớ bấm nút like và chia sẻ nếu các bạn cảm thấy thích video. Và đừng quên bấm nút đăng ký để có thể nhận được những thông báo mới nhất từ Nguyên Hồng Audio. Những sản phẩm Nguyên Hồng Audio đăng lên thì sẽ thông báo về điện thoại của các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ thử. Mỗi năm đến hè lòng mơ mơ buồn.
Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành xong bài test đôi loa JBL N262 La Mã, một dòng loa Buxell có chất âm khá là tốt. Các bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm theo số điện thoại trên, và nhớ bấm nút like và chia sẻ để cùng ủng hộ mình tiếp tục ra những video bổ ích hơn. Và bạn nào chưa đăng ký kênh hãy bấm nút đăng ký để có thể nhận được những thông báo mới nhất đến từ Nguyễn Hùng Audio. Xin thân ái chào tạm biệt.